Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ. Thưa quý vị và các bạn, chương trình hôm nay được phát vào đúng ngày Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Mông. Thay mặt những người làm chương trình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ, xin kính chúc bà con một năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc, may mắn và thành công. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn những nội dung sau. Vân Hồ triển khai thực hiện chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ. Tổng kết công tác củng cố hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn huyện năm 2016. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức tập huấn hướng dẫn thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Cùng một số tin tức khác đáng chú ý. Cuối chương trình là phóng sự Vân Hồ một năm vượt khó. Trước hết là thông tin thăm và chúc Tết cổ truyền đồng bào dân tộc Mông tại xã Lóng Luông của các đồng chí lãnh đạo huyện. Thưa quý vị và các bạn, ngày 29 tháng 12, đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy cùng đoàn công tác của huyện đã đến thăm chúc Tết và tặng quà gia đình các đồng chí lãnh đạo tại xã Lóng Luông. Lóng Luông là xã vùng 2 của huyện Vân Hồ, có 11 bản, 1.162 hộ với 5.452 nhân khẩu. Trong đó, đồng bào dân tộc Mông chiếm 86% dân số toàn xã. Đời sống của bà con chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp truyền thống, kinh tế còn gặp nhiều khó khăn. Những năm qua, cùng với sự quan tâm hỗ trợ của các cấp ủy đảng, chính quyền, các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đã cải thiện đáng kể diện mạo hạ tầng cơ sở và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của toàn xã, đời sống nhân dân ngày một nâng lên. Thay mặt đoàn công tác, đồng chí Bí thư huyện ủy đã gửi lời chúc mừng năm mới tới toàn thể cán bộ và nhân dân trong xã, đồng thời vận động đảng bộ, chính quyền và nhân dân phát huy tinh thần đoàn kết, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, nhất là vận động bà con không trồng và tái trồng cây thuốc phiện, không tham gia vận chuyển, mua bán, tàng trữ, sử dụng ma túy, giảm số người nghiện ma túy, đặc biệt là tập trung tuyên truyền nhằm giảm thiểu tối đa tình trạng tảo hôn và kết hôn cận huyết thống trên địa bàn xã. Nhân dịp này, đoàn đã tặng quà cho các đồng chí là cán bộ quản lý người dân tộc Mông đang công tác tại Đảng ủy xã Lóng Luông. Ngày 27 tháng 12, Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ đã tổ chức hội nghị triển khai thực hiện chỉ thị số 01 ngày 9 tháng 1 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới tại xã Tân Xuân. Dự hội nghị có đồng chí Đỗ Văn Đông, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh. Theo đó, các đại biểu đã đi sâu phân tích, làm rõ hai nội dung trọng tâm đó là quản lý hoạt động của người phương tiện trong khu vực biên giới, bảo vệ khu vực biên giới nhằm góp phần nâng cao nhận thức cho lãnh đạo các cấp, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tuyên truyền và phát động phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Hội nghị cũng đã được nghe hướng dẫn số 7210 của Bộ Quốc phòng về việc triển khai thực hiện chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ. Thông qua quyết định của Ủy ban Nhân dân huyện Vân Hồ về việc thành lập Ban chỉ đạo cấp huyện về việc triển khai thực hiện chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện, phân công nhiệm vụ cho thành viên ban chỉ đạo. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh đề nghị ban chỉ đạo huyện phối hợp với đồn biên phòng Tân Xuân tiếp tục tham mưu cho Ủy ban Nhân dân huyện xây dựng kế hoạch triển khai có hiệu quả chỉ thị 01 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Vân Hồ nói chung và xã Tân Xuân nói riêng, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. Cũng tại hội nghị này, các bản của xã Tân Xuân đã tiến hành ký cam kết tham gia tự quản đường biên cột mốc, đăng ký tham gia tự quản an ninh trật tự ở khu vực biên giới. Ngày 27 tháng 12, đồng chí Nguyễn Duy Lương, Phó Bí thư huyện ủy, trưởng ban chỉ đạo củng cố hệ thống chính trị cơ sở đã chủ trì hội nghị tổng kết công tác củng cố hệ thống chính trị cơ sở năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. Năm 2016, Ban chỉ đạo huyện về củng cố hệ thống chính trị cơ sở đã chỉ đạo bộ phận chuyên trách giúp việc phối hợp với các bộ phận liên quan làm tốt công tác tham mưu, nghiên cứu, đề xuất với huyện ủy chỉ đạo các cơ quan đơn vị nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, hướng dẫn, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát và thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trên các lĩnh vực, tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính, sắp xếp, bố trí các điểm dân cư, phát triển đảng ở bản, trường học, trạm y tế chưa có tổ chức đảng và đảng viên, phòng chống và kiểm soát ma túy, chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Kết quả đã giải quyết được 3 điểm tranh chấp đất đai liên quan đến địa giới hành chính.
rà soát, xác định 8 điểm dân cư cách xa trung tâm xã, đề nghị Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh thành lập hai bản mới là bản Chua Tai, Bãi Lau thuộc xã Vân Hồ và bản Thẩm Tôn thuộc xã Tân Xuân. Trong năm đã kết nạp được 123 quần chúng ưu tú vào đảng, nâng tổng số đảng viên toàn đảng bộ lên 3.077 đảng viên. Công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn tiếp tục được quan tâm đẩy mạnh, cấp phát thuốc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone cho 183 người bệnh, triệt phá 400m² diện tích tái trồng cây thuốc phiện. Công tác chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự được chỉ đạo quyết liệt, qua đó đã điều tra 236 vụ, điều tra làm rõ 225 vụ, trong đó phát hiện bắt giữ 78 vụ, 123 đối tượng liên quan đến ma túy. Tang vật thu giữ gồm 69.516,68 gam heroin, 12.580 viên ma túy tổng hợp cùng nhiều vật chứng liên quan khác. Hội nghị cũng đã thông qua quyết định của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo huyện về củng cố hệ thống chính trị cơ sở, dự thảo quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo huyện. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Huyện ủy, trưởng Ban Chỉ đạo huyện đã ghi nhận kết quả mà Ban Chỉ đạo đã đạt được trong thời gian qua, đồng thời yêu cầu trong thời gian tới các thành viên Ban Chỉ đạo, Đảng ủy các xã cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác củng cố hệ thống chính trị cơ sở trên địa bàn, tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy làm tốt công tác xây dựng đảng, duy trì giữ vững các chi bộ hiện có, rà soát, mở rộng địa bàn, phục vụ việc khám và điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế methadone, chỉ đạo điều hành các ban ngành đoàn thể đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, tham gia phát giác, tố giác tội phạm và giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo gắn với nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban Chỉ đạo, Đảng ủy các xã, v.v. Ngày 27 tháng 12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện tổ chức hội nghị tập huấn hướng dẫn thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh cho cán bộ làm công tác mặt trận ở các xã trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe hướng dẫn thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh nhằm hướng dẫn các địa phương tổ chức thực hiện thống nhất, hiệu quả, góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng, Nhà nước về giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới, đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, vận động nhân dân ở các xã tham gia thực hiện các nội dung, tiêu chí về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa Mặt trận Tổ quốc với chính quyền, các ban ngành liên quan, tổ chức, thành viên cùng cấp. Cũng tại hội nghị, các đại biểu đã được hướng dẫn triển khai cụ thể hơn Pháp lệnh số 34 ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, thông tư liên tịch hướng dẫn thực hiện quyết định số 80 ngày 18 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế giám sát đầu tư cộng đồng, hướng dẫn số 91 ngày 8 tháng 4 năm 2013 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản. Sau 5 ngày tổ chức hội thi, ngày 27 tháng 12, Phòng Giáo dục Đào tạo huyện Vân Hồ đã tổ chức tổng kết hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2016-2017. Dự lễ tổng kết có đồng chí Nguyễn Huy Hoàng, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy, đồng chí Lương Thị Hiền, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện. Tham dự hội thi có 47 giáo viên đến từ 16/16 đơn vị trường trong toàn huyện. Theo đó, mỗi giáo viên phải trải qua 3 phần thi: báo cáo sáng kiến kinh nghiệm, bài thi viết kiểm điểm năng lực hiểu biết về kiến thức chuyên môn hoặc nghiệp vụ, kỹ năng sư phạm liên quan đến phạm vi chương trình giáo dục mà giáo viên đó giảng dạy, những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục, các nội dung chỉ đạo của ngành và phần thi thực hành giảng dạy 2 tiết học trên lớp theo chương trình hiện hành từ lớp 1 đến lớp 5 và chương trình VNN từ lớp 2 đến lớp 5. Tại hội thi, các thí sinh đã thể hiện sự cố gắng khắc phục khó khăn, phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo và những hiểu biết về chuyên môn. Qua đó, mang đến cho hội thi những giờ dạy sinh động, những sáng kiến kinh nghiệm mới mang tính hiệu quả, có khả năng áp dụng vào thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng công tác dạy và học tại các đơn vị trường. Kết thúc hội thi, có 39/47 thí sinh dự thi được công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2016-2017. Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện đã chúc mừng và biểu dương những nỗ lực cố gắng của ban tổ chức, ban giám khảo và các thí sinh tham gia hội thi. Đồng chí mong rằng trong thời gian tới, Phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nghiên cứu các văn bản hướng dẫn tổ chức các hội thi cho cán bộ quản lý, giáo viên ở các cấp học, bậc học,
nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục, chỉ đạo các nhà trường dạy đủ các môn học, dạy đúng chương trình, kế hoạch theo quy định, thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, sử dụng thường xuyên có hiệu quả các phòng chức năng, thiết bị dạy học nhằm nâng cao chất lượng dạy và học trong các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện đã tặng giấy khen cho 5 giáo viên có thành tích xuất sắc trong hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2016-2017. Vừa qua, Hội Cựu Chiến binh xã Vân Hồ đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ 6, nhiệm kỳ 2017-2022, đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Cựu Chiến binh xã lần thứ 6, đề ra mục tiêu nhiệm vụ của hội nhiệm kỳ 2017-2022. Nhiệm kỳ qua, Hội Cựu Chiến binh xã Vân Hồ luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của xã và hội cấp trên, tập trung các hoạt động hướng về cơ sở, tham gia thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội văn hóa, đảm bảo quốc phòng, an ninh, đoàn kết, vận động hội viên giữ vững và phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, thực hiện tốt chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, gương mẫu chấp hành nghiêm mọi chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương cũng như điều lệ và quy định của Hội Cựu Chiến binh Việt Nam, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, xây dựng hội trong sạch vững mạnh, đẩy mạnh phong trào giúp nhau phát triển kinh tế hộ gia đình, giảm nghèo, xóa nhà tạm cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở và công tác nghĩa tình đồng đội. Về chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, với phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, Hội Cựu Chiến binh xã đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên hiến được 420 m2 đất, đóng góp 724 ngày công lao động và ủng hộ hơn 102 triệu đồng. Công tác xây dựng tổ chức hội không ngừng củng cố và tăng cường cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, Hội Cựu Chiến binh xã đã có 15 chi hội với 203 hội viên. Qua đánh giá phân xếp loại hàng năm, có trên 95% chi hội đạt trong sạch vững mạnh, trên 85% gia đình hội viên văn hóa. Nhiệm kỳ 2017-2022, Hội Cựu Chiến binh xã Vân Hồ tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức hoạt động xây dựng hội vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, thực hiện thắng lợi chủ đề đại hội đề ra, phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới. Tiếp tục phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, trung thành, đoàn kết, gương mẫu, đổi mới, xây dựng Hội Cựu Chiến binh trong sạch vững mạnh, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Vân Hồ lần thứ 22, nhiệm kỳ 2015-2020. Đại hội đã bầu ra ban chấp hành nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 13 đồng chí, bầu ban thường vụ gồm 3 đồng chí, bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Cựu Chiến binh huyện. Đồng chí Tráng A Dế tái cử chức danh Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh xã Vân Hồ lần thứ 6. Nhân dịp này, Đảng ủy xã Vân Hồ đã tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích trong hoạt động công tác Hội Cựu Chiến binh nhiệm kỳ 2012-2017. Thưa quý vị và các bạn, năm 2016, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc, huyện Vân Hồ đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Các chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong chương trình truyền hình cuối cùng của năm 2016, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại những kết quả mà huyện Vân Hồ đã đạt được trong năm 2016 qua phóng sự Vân Hồ một năm vượt khó. Cùng với các địa phương trong tỉnh, năm 2016 là năm huyện Vân Hồ tiếp tục phải thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Trong bối cảnh kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, nguồn lực đầu tư hạn chế, sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp chưa phục hồi, thiên tai, bão lũ, dịch bệnh xảy ra, gây ảnh hưởng không nhỏ đến sản xuất và đời sống của bà con nhân dân, tác động trực tiếp đến sự phát triển của toàn huyện. Tuy nhiên, với sự đoàn kết thống nhất, quyết tâm và nỗ lực cao của toàn đảng bộ, chính quyền, cán bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang và nhân dân, huyện Vân Hồ đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, giành được những kết quả quan trọng. Năm 2016, thì về kinh tế xã hội của huyện đã có bước phát triển khá toàn diện về mọi mặt. Về giá trị sản xuất, năm 2016 là đạt 1.996 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2015. Trong đó cụ thể là về sản xuất nông nghiệp
là đạt 1.192 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2015 và đạt 59,7% trong tổng cơ cấu kinh tế của huyện. Về công nghiệp xây dựng thì đạt 286 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2015 và bằng 14,3% trong tổng cơ cấu kinh tế của huyện. Về văn hóa xã hội thì đã có bước chuyển biến rất tích cực. Đặc biệt là năm 2016 thì tập trung lãnh đạo chỉ đạo là xây dựng 3 cái trường đạt chuẩn quốc gia về trường học và 4 xã đạt chuẩn về y tế. Về lĩnh vực thu hút đầu tư thì năm 2016 đã thu hút được 9 dự án đầu tư. Về công tác cải cách hành chính thì đã được quan tâm và năm 2016 thì đã tăng được 4 bậc so với năm 2015 và đứng thứ 7 trên 12 huyện thị của toàn tỉnh Sơn La. Mặc dù năm 2015 thời tiết diễn biến bất thường, đặc biệt là trận bão tuyết hồi đầu năm đã làm thiệt hại nặng nề về cây trồng và hoa màu, làm chết trên 900 con trâu, bò và nhiều vật nuôi của nhân dân các dân tộc trên địa bàn huyện. Song bằng những giải pháp khắc phục tích cực của chính quyền và nhân dân, nên sản xuất nông nghiệp vẫn tiếp tục giành được những thắng lợi lớn, khẳng định vai trò chủ đạo trong phát triển kinh tế của huyện. Sản lượng lương thực có hạt ước đạt 64.100 tấn. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp đạt 286 tỷ đồng, tăng 30% so với năm 2015. Tổng thu ngân sách đạt chỉ tiêu đề ra. Trong đó, thu ngân sách trên địa bàn đạt 30 tỷ 352 triệu đồng, bằng 144,53% so với dự toán Hội đồng Nhân dân tỉnh giao. Chi ngân sách đảm bảo đúng kế hoạch và đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. Lĩnh vực dịch vụ thương mại tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng. Hoạt động thu hút đầu tư được đẩy mạnh, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, dịch vụ. Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới được cả hệ thống chính trị vào cuộc và nhân dân các dân tộc trong huyện quan tâm thực hiện. Kết quả, có 9 xã đạt 6 đến 9 tiêu chí, 5 xã đạt 3 đến 5 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Đặc biệt, huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hướng dẫn vận động, tuyên truyền nhân dân tích cực tham gia các hoạt động, tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, thành lập các hợp tác xã, mô hình sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiêu biểu trong số đó phải kể đến các mô hình trồng cam quýt, nhãn chín muộn ở các xã Tô Múa, Suối Bàng, Trường Yên và Trường Xuân. Đặc biệt là mô hình trồng hoa của hộ gia đình bà Đinh Thị Loan ở bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ, hay hợp tác xã sản xuất rau an toàn của xã Vân Hồ cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Cũng được sự quan tâm từ các cấp chính quyền địa phương của xã, huyện rồi lại tỉnh và trung tâm dạy nghề Sở Lao động Thương binh Xã hội của tỉnh ý, là đã vào cuộc là giúp đỡ hợp tác xã để tập huấn khoa học kỹ thuật rồi lại hướng dẫn cầm tay chỉ việc ấy. Thì ý tưởng của hợp tác xã là đang hiện nay thì cái nhu cầu của thị trường của các doanh nghiệp, các siêu thị ở Hà Nội ấy, thì họ có nhu cầu rất lớn. Thì ý tưởng của hợp tác xã là muốn đề nghị các cấp chính quyền là quan tâm vào cuộc để mở rộng ra từ 10 đến 20 hectare nữa. Cùng với phát triển kinh tế, các lĩnh vực văn hóa, thông tin, truyền thanh truyền hình cũng đạt được những kết quả tích cực. Đời sống vật chất tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng cao. Công tác xã hội hóa giáo dục được quan tâm, cơ sở hạ tầng được chú trọng đầu tư. Trong công tác giáo dục đào tạo, huyện đã tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đi đôi với tăng cường đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cho các trường. Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đến trường và kết quả học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đều đạt 100% theo kế hoạch. 100% các xã đạt phổ cập giáo dục tiểu học, trung học cơ sở. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ngày càng được nâng cao. Việc phòng chống dịch bệnh, theo dõi, giám sát các nguy cơ gây dịch bệnh trên địa bàn luôn được các ngành chức năng chủ động. Nhờ đó, năm 2016, trên địa bàn huyện không có dịch bệnh lớn xảy ra, sức khỏe nhân dân được đảm bảo. Việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, chăm lo hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách được chú trọng quan tâm thực hiện, đạt nhiều kết quả thiết thực. Công tác giảm nghèo được triển khai đồng bộ, công tác phòng chống tệ nạn xã hội thường xuyên quan tâm thực hiện. Hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi với nhiều nội dung phong phú. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh được giữ vững. Công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị ở cơ sở được củng cố, kiện toàn và có nhiều đổi mới trong phương thức lãnh đạo.
chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, xây dựng tổ chức cơ sở đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện. Kết thúc năm 2016, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện Vân Hồ vẫn còn một số tồn tại cần khắc phục như tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình xây dựng cơ bản. Tuy đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn chậm. Một số cây trồng chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch. Do đó, huyện đã đề ra một số chỉ tiêu, mục tiêu, giải pháp thực hiện trong năm 2017. Về các cái giải pháp mà thực hiện năm 2017, thì chúng tôi đưa ra 6 cái giải pháp chủ yếu trong các lĩnh vực. Trong đó tập trung nhất là vào các lĩnh vực về phát triển nông nghiệp. Đó là tập trung thu hút các nhà đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp là chính. Thứ hai là tập trung lồng ghép các cái nguồn vốn để phát triển cây ăn quả trên đất dốc và gắn với phát triển du lịch để nâng cao thu nhập bình quân đầu người và nâng cao cái hiệu quả vốn đầu tư trên một diện tích đất canh tác trên địa bàn của huyện. Tập trung cải cách công tác hành chính và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho nhân dân và các nhà đầu tư vào hoạt động trên địa bàn huyện Vân Hồ. Bước vào năm 2017 với khí thế mới, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vân Hồ sẽ tiếp tục tập trung lãnh đạo, điều hành nhằm thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra một cách toàn diện, tạo những bước phát triển nhanh và hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Tập trung mọi nguồn lực, đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới nhằm tạo bước tiến mới trong phát triển kinh tế, xã hội, từng bước xây dựng Vân Hồ trở thành huyện phát triển khá của tỉnh Sơn La. Chương trình truyền hình của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Vân Hồ xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.